Theo tài liệu chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội Tim Mạch Học Việt Nam, bệnh tăng huyết áp xảy ra khi huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 140mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn hoặc bằng 90mm thủy ngân. Những người có huyết áp tâm thu từ 130 đến 139mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương từ 85 đến 89 được coi là bình thường cao hoặc tiền tăng huyết áp. Chế độ ăn nhiều muối là một trong những nguyên nhân phổ biến làm gia tăng nguy cơ bị tăng huyết áp. Cụ thể, ăn nhiều muối làm tăng áp lực thẩm thấu trong máu, khiến cho cơ thể có cảm giác khô khát và giữ nước, từ đó gia tăng áp lực lên hệ thống tim mạch, tiết niệu. Chính vì vậy, thói quen ăn nhiều muối được xác định là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất trong bệnh lý tăng huyết áp. Bên cạnh đó, ăn nhiều muối còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày thông qua nhiều cơ chế. Các nghiên cứu trên động vật đã chứng minh việc tiếp xúc lâu dài với lượng muối cao làm thay đổi độ nhớt của niêm mạc dạ dày, khiến chúng bị tổn thương, gây chết tế bào hoặc tăng sinh tế bào tái tạo. Những tổn thương này làm tăng khả năng nhiễm khuẩn HP hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng nhiễm trùng. Lâu dần, các tổn thương tiền ung thư như viêm teo dạ dày, chuyển sản ruột có thể hình thành. Theo kết quả của nhóm nghiên cứu từ Đại học Griffith và Đại học Queensland, Australia, được đăng tải trên Thư viện Y khoa Hoa Kỳ tháng 8 năm 2022 cho thấy, nồng độ muối cao còn tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn HP xâm nhập vào dạ dày, phát triển nhanh và hoạt động mạnh hơn. Đây là tác nhân nguy hiểm nhất gây ra tình trạng viêm loét và ung thư dạ dày. Trong môi trường mặn, các vi khuẩn này có thể tự điều chỉnh, làm tăng sự biểu hiện của loại protein gây ung thư trong chuỗi ADN của hệ gen. Ngoài ra, chế độ ăn mặn, lạm dụng thực phẩm chế biến sẵn như cá thịt ướp muối, thịt sông khói, thực phẩm có chứa nhiều chất béo, cholesterol và hàm lượng nitrat, nitrit cao cũng thúc đẩy hình thành các hợp chất nitroso. Hợp chất này khi tác dụng với các amin trong cơ thể có thể gây biến đổi chất, đột biến gen, dẫn đến ung thư đường tiêu hóa, trong đó có căn bệnh ung thư dạ dày. Một nghiên cứu tổng hợp do Đại học Chiết Giang và nhiều đơn vị khác trên 6,3 triệu người cho thấy lượng muối trong chế độ ăn uống tăng 5 gram một ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày lên đến 12%. Việt Nam hiện là một trong những nước có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao trên thế giới. Thống kê của GlobalGen năm 2020, Việt Nam có gần 1,1 triệu người mắc ung thư tiêu hóa. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, người trưởng thành chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày. Tuy nhiên, các thống kê gần đây cho thấy hiện nay trung bình mỗi người Việt đang tiêu thụ khoảng 9,4 gram muối một ngày. Nguồn muối mà một người có thể hấp thu đa phần là đến từ các bữa ăn trong ngày. Thứ nhất là từ muối ăn, các loại gia vị chứa muối như hạt nêm, bột canh, xì dầu, nước mắm. Nguồn muối này được cho vào trong quá trình sơ chế, tẩm ướp và chế biến thực phẩm. Đây là nguồn cung cấp muối chủ yếu, chiếm khoảng từ 70 đến 80% tổng lượng muối mà cơ thể hấp thụ mỗi ngày. Thứ hai là từ các thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, xúc xích, lạp sườn, thịt sông khói, mì ăn liền, thực phẩm đóng hộp, cá khô, cà muối, dưa muối. Đây là nguồn đóng góp khoảng 10 đến 20% tổng lượng muối vào cơ thể. Thứ ba là từ một số thực phẩm tự nhiên có chứa sẵn một lượng muối nhất định, chiếm dưới 10% tổng lượng muối mỗi ngày. Để giảm lượng muối tiêu thụ, nên bắt đầu bằng cách giảm lượng gia vị trong quá trình tẩm ướp và nêm nếm thực phẩm, hạn chế cho muối hoặc gia vị vào nước luộc rau. Thay vào đó, nên sử dụng các loại gia vị khác như tiêu, chanh, gừng, tỏi để làm tăng hương vị thực phẩm thay cho vị mặn của muối. Tập thói quen chấm nhẹ tay hay pha loãng nước chấm trước khi ăn. Sau đây là lượng muối có trong một số loại thực phẩm phổ biến mà bạn có thể tham khảo để cân nhắc sử dụng sao cho phù hợp. Bún mọc sườn, một suất chứa 4 gram muối. Bún ốc chứa 3,3 gram muối. Bún cá chứa 6,2 gram muối. Phở bò chứa 3,6 gram muối. Mì ăn liền chứa từ 4 cho đến 5 gram muối. Một lạng cá khô chứa 8,2 gram muối. Một lạng giò thủ chứa 1,5 gram muối. 100 gram xúc xích chứa 1 gram muối. 100 gram cá hộp chứa 0,7 gram muối. Khi chọn mua thực phẩm, cần đọc kỹ hàm lượng muối trên bao bì sản phẩm để tránh những thực phẩm có hàm lượng muối cao. Tiêu thụ dưới 5 gram muối mỗi ngày có thể tương đương với 1 thìa cà phê muối, 1,5 thìa cà phê bột canh, 2 thìa cà phê hạt nêm, 2,5 thìa phở nước mắm, 3,5 thìa phở nước tương. Ngoài ra, nên hạn chế chan nước mắm, nước sốt và không cố uống hết nước canh, nước dùng các loại bún phở
mì ăn liền, đồng thời hạn chế tiêu thụ các thực phẩm chế biến sẵn có chứa nhiều muối. Tăng cường lựa chọn thực phẩm tươi sống, chế biến món ăn bằng cách luộc, hấp thay cho các món kho, rang cũng là những cách giảm muối hiệu quả. Ngoài việc xây dựng lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống cân bằng và vận động hợp lý, người sau 40 tuổi có tiền sử mắc các bệnh dạ dày hoặc gia đình có người bị ung thư dạ dày, người bị béo phì, thường xuyên hút thuốc lá, sử dụng rượu bia nên thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh ngay từ ban đầu.